Hey, xin chào tất cả các em, thành viên của lớp ôn thi công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường. Xin mời các bạn lớp để chúng ta ôn tập nội dung của các bạn gắn với nghị quyết số 25/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thì chúng ta mới có một câu hỏi trọng tâm, anh chị hãy cho biết các quy định về mục tiêu, phạm vi và thời gian, kinh phí thực hiện chương trình, nguyên tắc phân bổ ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình, giải pháp và cơ chế quản lý điều hành chương trình theo nghị quyết số 25/2021 Quốc hội khóa 15 phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Liên hệ thực tế nội dung này tại địa phương của anh chị thì chúng ta thấy rất là rõ với nội dung câu hỏi rất là trọng tâm gắn với nghị quyết số 25/2021 thì chúng ta cần có sự dẫn dắt với phù hợp nội dung này em nhé. Thì chúng ta thấy với chủ trương về nông thôn mới là một cái chủ trương rất lớn của Đảng và nhà nước ta, rồi chúng ta thấy là xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng rất quan trọng, thấy đúng không? Phải nói là đây là một cái cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn ảnh hưởng đến xây dựng thôn xã gia đình khang sang sạch đẹp, mang đến những điều kiện về phát triển hiện đại và đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao. Đồng thời với phát triển sản xuất toàn diện về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Thì đấy, chúng ta thấy đây là một chủ trương rất là lớn trên cơ sở trên tinh thần thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 10. Thì chúng ta thấy là chính phủ đã xây dựng và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở các nội dung quán triệt, thực hiện các nội dung về phát triển tổng thể nông thôn, về kinh tế xã hội, đảm bảo về an ninh quốc phòng quốc gia, trước những chủ trương của Đảng thì chúng ta thấy Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 25/2021 phê duyệt về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với các nội dung về mục tiêu, phạm vi và thời gian, kinh phí thực hiện chương trình, nguyên tắc phân bổ ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình cũng như các giải pháp cơ chế quản lý điều hành chương trình với các nội dung cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy đầu tiên liên quan về mục tiêu để thực hiện chương trình này thì chúng ta nắm bắt được có mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến 2025 em nhé. Thì chúng ta thấy nắm được cái mục tiêu tổng quát ở đây của chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, chúng ta tắt là chương trình nông thôn mới, đúng không ạ? Thì mục tiêu tổng quát được thể hiện là tiếp tục triển khai chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả bền vững, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn bản, nâng cao đời sống. Chúng ta thấy rất là rõ nhấn mạnh ở đây về nâng cao đời sống của vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Chúng ta thấy mục tiêu tổng quát được thể hiện là tiếp tục triển khai chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả bền vững, thực hiện được xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn bản, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới, rồi xây dựng cơ sở tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, xây dựng tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường cảnh quan nông thôn xanh sáng xanh sạch đẹp an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đây là mục tiêu tổng quát trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thứ hai là về mục tiêu cụ thể đến mốc 2025 thì ta thể hiện rất là rõ trong chương trình này, đó là với các tỷ lệ phân đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất là 10% số đã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới với 5 tiêu chí. Tiếp tục chúng ta thấy là xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân người dân nông thôn phải tăng ít nhất là 1,5 lần so với 2020. Đã thấy mục tiêu tổng kể cụ thể đến 2025 là phấn đấu cả nước có ít nhất là 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó thì ít nhất là 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với 2020. Mục tiêu cụ thể thứ hai đến 2025 là phấn đấu cả nước ít nhất 50%
huyện, xã, thành phố thuộc tỉnh đạt nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó thì ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tỉnh thành phố thuộc trung ương có ít nhất là 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thấy là tỷ lệ ta phấn đấu mốc trong phấn đấu trong cả nước ấy, có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất là 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiêu chí thứ 3 để đạt được mục tiêu cụ thể đến 2025 là phấn đấu cả nước có ít nhất 15 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhớ là phấn đấu cả nước có ít nhất 15 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thứ 4 liên quan đến tỷ lệ phấn đấu về 60% số thôn bản làng ấp buôn sóc gọi chung là thôn ấy, đạt các xã đặc biệt khó khăn thuộc các thuộc thấy với các xã mà thuộc đặc biệt liên quan xã khó khăn ấy, thì thấy vùng biên giới này gọi vùng núi vùng bãi ngang ven biển hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do ban cấp tỉnh quy định. Thì đã thấy với tỷ lệ đã thấy đạt đưa ra với tỷ lệ thứ tư mốc 125 là phấn đấu 60% số thôn làng ấp bản buôn sóc gọi chung là thôn đúng không ạ, thuộc các cái xã đặc biệt khó khăn ở khu biên giới vùng núi vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chuẩn chí nông thôn mới do ban nhân cấp tỉnh quy định em nhé. Thì đấy là bốn tiêu chí rất là rõ liên quan đến mục tiêu phấn đấu cụ thể đến 125 em nhé. Trước đó ta nắm được mục tiêu tổng quát. Tiếp theo về phạm vi và thời gian thực hiện chương trình này thì chúng ta thấy về phạm vi thực hiện trên địa bàn nông thôn cả nước bao gồm các thôn xã, các huyện, các thị xã, thành phố thuộc tỉnh của 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Thấy phạm vi thực hiện trên địa bàn nông thôn của cả nước bao gồm các thôn, các xã, các huyện, các thị xã và thành phố thuộc tỉnh của các xã của 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Về thời gian thực hiện chương trình là từ 521 đến 525 thế nhá. Thời gian thực hiện chương trình là từ 521 đến 525. Ý thứ ba trong câu hỏi này là về kinh phí thực hiện chương trình thì ngân sách nhà nước bố trí cho chương trình tối thiểu là 196 tỷ 332 tỷ đồng, ta nhớ là 163.000 332 tỷ đồng. Ta nhớ với ngân sách nhà nước dành cho chương trình tối thiểu ở đây là 196.000 332 tỷ đồng. Trong đó thì chia ra chúng ta thấy ở đây với vốn ngân sách trung ương là 39.632 tỷ đồng, nhớ với ngân sách trung ương sẽ là 39.632 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển là 30.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 9.632 tỷ đồng. Chúng ta thấy rất là rõ với về vốn ngân sách trung ương thì có 39.632 tỷ đồng, trong đó thì chúng ta thấy là vốn đầu tư phát triển là 30.000 tỷ đồng và vốn sự nghiệp là 9.632 tỷ đồng. Còn vốn địa phương sẽ là 156.700 tỷ đồng, nhớ vốn ngân sách địa phương là 156.700 tỷ đồng. Và trong quá trình điều hành, chính phủ sẽ tiếp tục cân đối ngân sách trung ương để ưu tiên hỗ trợ các chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện. Ta nhớ là trong quá trình điều hành, chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách trung ương để ưu tiên hỗ trợ thêm cho chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện. Ý thứ tư trong số 1 về nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho thực hiện chương trình. Chúng ta thấy ở đây với nguyên tắc phân phối hợp lý ở đây thì chúng ta thấy là sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, ưu tiên nguồn lực cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, các xã đạt dưới 15 tiêu chí, hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng chỉ tiêu vẫn còn thấp để nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm bền vững. Ta thấy là nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình đó là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, ưu tiên nguồn lực cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, các xã đạt dưới 15 tiêu chí, hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các cái tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng chỉ tiêu vẫn còn thấp để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bền vững. Về bố trí vốn hỗ trợ qua chương trình dự án được cấp và thẩm quyền phê duyệt, chúng ta thấy nguyên tắc thứ hai là sẽ bố trí vốn hỗ trợ các chương trình dự án được cấp và thẩm quyền phê duyệt. Nguyên tắc thứ ba là ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương
thực hiện chương trình theo nguyên tắc nhóm ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương thực hiện chương trình theo nguyên tắc. Năm 2021 tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ như giai đoạn 2016-2020. Nhớ năm 2021 sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ như giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2, giai đoạn 2022-2025 thì sẽ căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, căn cứ bắt đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới để sẽ thực hiện theo nguyên tắc nhớ với giai đoạn 2022-2025 để căn cứ vào dự toán ngân sách năm nhà nước năm 2022 đấy, đúng không? Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới thì thực hiện nguyên tắc là ngân sách trung ương không hỗ trợ các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương trừ tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Nhớ ngân sách trung ương hiện theo nguyên tắc ở đây là ngân sách trung ương không hỗ trợ các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương trừ tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, đúng không ạ? Rồi nguyên tắc nữa là ở đây trong giai đoạn 2022 căn cứ vào dự toán ngân sách năm 2022 sẽ thực hiện nguyên tắc ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ cho địa phương nhận cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong đó thì ưu tiên hỗ trợ các địa phương miền núi, Tây Nguyên, các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương từ 60% trở lên. Thì nhớ theo nguyên tắc trong giai đoạn từ 2025, đúng không? Thì bạn thấy thực hiện theo nguyên tắc ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong đó thì ưu tiên hỗ trợ các địa phương miền núi, Tây Nguyên, các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương từ 60% trở lên. Căn cứ vào nguyên tắc nêu trên thì Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định cụ thể. Thế nhưng căn cứ vào nguyên tắc nêu trên thì Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định cụ thể. Thấy rất là rõ. Nguyên tắc thứ tư là căn cứ vào tổng vốn ngân sách mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cùng với vốn ngân sách địa phương, Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định phân bổ bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, trùng lắp với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thấy nguyên tắc thứ tư thể hiện là căn cứ vào nguyên và vào tổng mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cùng với nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định phân bổ bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, trùng lắp với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nguyên tắc thứ năm đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình ở các cấp các ngành, có biện pháp phòng ngừa kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực lãng phí, rồi xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện chương trình. Nhớ nguyên tắc thứ năm ở đây đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình các cấp các ngành, có biện pháp phòng ngừa kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực lãng phí, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện chương trình. Ý thứ năm trong câu hỏi đó là về phần giải pháp và cơ chế quản lý điều hành của chương trình, thì chúng ta thấy trên cơ sở nêu trên các nội dung về mục tiêu, đúng không ạ, về nguyên tắc phân bổ, nghị quyết số 25 đưa ra các cái giải pháp và cơ chế quản lý điều hành chương trình thực hiện chương trình như sau. Nhất là giải pháp huy động vốn và triển khai thực hiện, chúng ta sẽ thực hiện đồng bộ các cái giải pháp về huy động vốn, đảm bảo huy động đầy đủ kịp thời theo đúng cơ cấu và đã thực quy định. Các địa phương có trách nhiệm bố trí đủ vốn ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, khuyến khích cho vay ủy thác qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, tăng cường vận động các tổ chức kinh tế đăng ký hỗ trợ địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nhớ về cái giải pháp huy động vốn và triển khai thực hiện thì sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động vốn và đã huy động đầy đủ kịp thời theo đúng cơ cấu đã được quy định. Các địa phương có trách nhiệm bố trí đủ vốn ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, khuyến khích cho vay ủy thác qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, tăng cường vận động các tổ chức kinh tế đăng ký hỗ trợ địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới. Và thứ hai trong giải pháp này nó là rà soát ở phân kỳ đầu tư, ưu tiên tập trung đầu tư, tránh dàn trải nợ động xây dựng cơ bản, bảo đảm đúng quy định của luật đầu tư công. Nhớ ta sẽ rà soát phân kỳ đầu tư, ưu tiên tập trung đầu tư, tránh dàn trải nợ động xây dựng cơ bản, bảo đảm đúng quy định của luật đầu tư công. Đó là giải pháp huy động vốn và triển khai thực hiện. Về cơ chế quản lý điều hành thì việc quản lý điều hành chương trình được thực hiện theo điểm B khoản 4 điều 1 của nghị quyết số 24 năm 2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thế đấy, về cơ chế quản lý điều hành thì việc quản lý điều hành chương trình được thực hiện theo điểm B khoản 4 điều 1 của nghị quyết số 24 năm 2021 Quốc hội khóa 15 ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2021 ấy, của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Như vậy chúng ta đã trao đổi đầy đủ các nội dung về mục tiêu,
phạm vi và thời gian, kinh phí thực hiện chương trình, nguyên tắc phân bổ ngân sách trung ương và hỗ trợ thực hiện chương trình và giải pháp cơ chế quản lý điều hành chương trình theo tinh thần của nghị quyết số 21 và tinh thần nghị quyết số 25 năm 21 của Quốc hội khóa 15 phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 21-25. Ý thứ hai trong nội dung câu hỏi là gắn với liên hệ thực tế tại địa phương chúng ta, thì chúng ta thấy trên cơ sở trong quy định của nghị quyết số 25-21 thì chúng ta thấy với tỉnh Vĩnh Phúc đã trên cơ sở đó thì đã ban hành triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Ta thấy liên quan đến nội dung trong thực hiện thì đã phê duyệt các nội dung thực hiện và thấy là thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới, ta thấy rất là cụ thể với địa phương của Vĩnh Phúc chúng ta và đã triển khai đồng bộ các nội dung này. Và ta thấy trong thời gian vừa qua thì thấy là trong sau khi thực hiện nghị quyết xoay năm ban hành thì chúng thấy là Vĩnh Phúc đã triển khai tới các huyện thị xã và huyện Lập Thạch cũng là một trong địa phương thực hiện các cái chương trình để xây dựng nông thôn mới. Thì trong thời gian vừa qua để đánh giá trước đó thì chúng ta đã thực hiện cái chương trình nông thôn mới đã đạt những cái tiêu chí rất rõ, đúng không ạ? Chúng ta thấy là trước đó thì chúng ta thấy là cũng đạt những kết quả và nhất định thấy với Vĩnh Phúc là một trong địa phương đạt quả còn thấp ấy, nếu mà nói chung so với các địa phương khác thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ có 14 xã đạt được 10 đến 14 tiêu chí thôi, 80 xã đạt được 5 đến 9 tiêu chí, 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí và bình quân mỗi xã đạt 6,6 tiêu chí. Ta thấy hiệu quả về sản xuất nông nghiệp còn thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội rồi nhân lực của phụ nông thôn là chưa đáp ứng hiệu quả yêu cầu phát triển, đời sống tinh thần của người dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng còn khó khăn, để chúng ta phải nhìn nhận rất là rõ ràng như vậy. Mà chúng thấy là hưởng ứng liên quan công cuộc xây dựng nông thôn mới này thì chúng ta thấy là Vĩnh Phúc sau khi trong một giai đoạn thực hiện mà chúng ta thấy chưa đạt kết quả cao, thì sau cái tinh thần thực hiện của nghị quyết số 25-21 này thì đã thấy đã ban hành hàng loạt các cái quyết định cơ chế chính sách kế hoạch tổng hợp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng nông thôn mới của từng giai đoạn, tập trung chỉ đạo cho các cấp các ngành các địa phương trong toàn tỉnh phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, rồi huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới của các thành phần kinh tế. Thì đến thời điểm này chúng ta thấy trong tổng kết trong 6 tháng 2022 vừa qua thì đến thời điểm này ta thấy là tỉnh Vĩnh Phúc nói chung cũng như huyện Lập Thạch đã đạt những thành tựu nhất định trong tác xây dựng nông thôn mới. Thì với toàn tỉnh, phạm vi toàn tỉnh thì chúng ta thấy là 100% số xã ngày 112 trên 112 xã là đạt chuẩn nông thôn mới, 4 trên 9 huyện và thành phố là đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thì chúng ta thấy và diện mạo nông thôn của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và huyện Lập Thạch nói riêng có sự thay đổi toàn diện về kinh tế nông nghiệp nông thôn, có sự chuyển biến về kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn, đầu tư xây dựng đồng bộ khang trang, đời sống người dân được cải thiện, thu nhập bình quân của người dân trong năm 6 tháng 2021 ta thấy là đạt 40,5 triệu đồng trên người, ta thấy là tỷ lệ đã tăng lên, đúng không ạ? Và tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều còn 1,36%, thì chúng ta thấy rất là rõ. Và chúng ta thấy là tiêu biểu trong thời gian vừa qua các phong trào xây dựng thôn mới đã xây dựng rất là nhiều các nhà văn hóa thôn tiêu biểu để làm xây dựng các điểm mốc chương trình. Chúng ta thấy như ở Lập Thạch chúng ta đã xây dựng nhà văn hóa Đông Xuân ở xã Xuân Nôi đấy, đạt tiêu chí nông thôn mới. Ta thấy và trên cơ sở ta thấy là những thành công rất rõ trong giai đoạn vừa qua, thì chúng ta thấy là cái sự huy động của địa phương ấy, trong về ngân sách ta thấy là toàn tỉnh trong những năm vừa qua, trong hơn một năm vừa qua đã huy động được 13.000 tỷ đồng cho việc xây dựng nông thôn mới. Với trung ương thì hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng, ngân sách địa phương thì chúng ta có 7.800 tỷ đồng, nguồn tín dụng là 3.200 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ là 150 tỷ đồng và người dân đóng góp là 632 tỷ đồng để đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp các công trình cơ sở tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan xây dựng môi trường xanh sạch đẹp cho người dân nông thôn. Chúng ta thấy những thành công của Vĩnh Phúc nói chung và các huyện thị xã của Vĩnh Phúc ấy, trong đó huyện Lập Thạch chúng ta đạt được những thời gian vừa qua sau khi triển khai thực hiện nghị quyết số 25/21 thì chúng ta thấy là một trong được đánh giá rất là cao, một trong địa phương đánh giá cao và rất là nhiều địa phương đến học hỏi mô hình học tập về xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc. Ta thấy là thông qua ban điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh thì đến thời điểm này ta thấy khẳng định là cái chương trình xây dựng nông thôn mới của chúng ta trong giai đoạn đầu
bản đầu của thực hiện nghị quyết số 25 21 của Quốc hội đấy, thì chúng ta thấy là thành công, đúng không ạ? Và nông thôn mới đã thay đổi nhận thức của đa số người dân, lôi cuốn người nông dân hăng say nhiệt huyết tham gia đóng góp sức người sức của để xây dựng quê hương. Đặc biệt thì chúng ta trước đây còn có cái tư tưởng mà số đông còn tư tưởng trông chờ ỷ lại và sự đầu tư nhà nước, thì bây giờ chúng ta thấy đã chủ động và xác định rõ lợi ích trách nhiệm của mình với cộng đồng, đúng không ạ? Xác định được cái vai trò mình là chủ thể của cộng đồng, tự lựa chọn xây dựng các cái công trình thiết thực phù hợp với xây dựng công trình ở địa phương, chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Thì đấy là một cái điều rất là đáng mừng với Vĩnh Phúc của chúng ta. Vĩnh Phúc là một trong địa phương phải nói là thực hiện rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta thấy đã từng bước duy trì củng cố để xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đảm bảo nông thôn phát triển ổn định và bền vững, dần tiến tới là xây dựng nông thôn mới giàu có, văn minh và hiện đại, và đặt mục tiêu đến năm 2022 thì chúng ta thấy sẽ có 9 huyện trên 9 huyện thành phố công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, và 18 xã sẽ đạt được chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng ta thấy mục tiêu phấn đấu 2022 là có 9 trên 9 huyện thành phố được công nhận là đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, rồi 18 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng ta thấy thực hiện rất rõ các nội dung trong chương trình triển khai nghị quyết số 25/21 của Quốc hội, thì chúng ta thấy Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả nhất định trong thời gian vừa qua, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy thực hiện liên quan với xây dựng từ nguồn vốn, từ các công trình thực hiện của Vĩnh Phúc các em nhá. Như vậy thầy đã hướng dẫn xong cho các em toàn bộ những nội dung về phần lý thuyết và phần liên hệ thực tế tại địa phương chúng ta liên quan đến nghị quyết số 25/21 của Quốc hội khóa 15 phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, và nội dung liên hệ thực tế về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và một số gắn với Lập huyện Lập Thạch. Ta thấy đây là một chương trình lớn phê phạm vi về toàn tỉnh, không từ tỉnh đó để triển khai về địa phương, thì chúng ta đấy là thực hiện trong hơn một năm vừa qua, thì ta thấy là trên phạm vi toàn tỉnh các em nhá. Rất là khó trong nội dung về báo cáo riêng của một huyện, chúng ta bám sát để thực hiện nội dung trong chương trình liên hệ thực tế sát nhất, vì đây triển khai từ Quốc hội triển khai xuống thì địa phương đây cụ thể với tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện toàn diện trong nội dung chương trình xây dựng thôn mới và đạt những kết quả như vậy em nhé. Xin cảm ơn các em rất nhiều đã lắng nghe nội dung mà thầy đã chia sẻ. Tôi rất mong các em dành thời gian bám sát phần kiến thức mà thầy đã trao đổi giảng dạy, chúng ta học và nắm bắt các kiến thức xây dựng và cái dàn ý để chúng ta học cho rõ từng phần trong nội dung của nghị quyết số 25/21 em nhé. Xin cảm ơn các em rất nhiều. Xin chào tất cả các em.